mọi người thấy như thế nào ạ? Có cảm nhận gì à mọi người ơi? Mọi người bên này ơi ạ? Mọi người có cảm nhận gì về Quý không ạ? Mọi người thấy khó ạ? Khó nhất là... Mọi người có cảm thấy phòng này nó có gắn thực với cả đời sống của mọi người không ạ? Cảm giác rất thật đúng không ạ?